Hi, xin chào các bạn đến với kênh Vừa Như Ngọc Tây Úc. Hôm nay là ngày 16 Tây tháng 10 giữa mùa xuân ở Úc đó các bạn. Thì để mình quay cái cây chanh móng tay của mình ha, cho các bạn xem. Mình đã trồng vô trong chậu được 3 tuần rồi đó các bạn. Thì bắt nó ra rất là nhiều hoa luôn á, và nó bắt đầu đậu trái nè. Các bạn thấy trái nhỏ nhỏ không? Đây là cái loại chanh móng ta, hay còn gọi là chanh trứng cá đó các bạn, là cái loại chanh mà mắc nhất trên thế giới đó, được sử dụng trong những cái nhà hàng sang trọng đó các bạn. Thì đây là cái loại chanh mà native to Australia, nghĩa là nó mọc tự nhiên ở những cái rừng của Úc á. Đây là cái màu hồng ha, tranh chanh này nó có nhiều màu lắm, nó có màu đỏ, màu đen, có màu đen nữa đó các bạn, màu tím, màu xanh, màu hồng. Mà thì cái loại này mình mua là màu hồng, thì lúc mình mua thì nó không có cái gì hết trơn ha, nó chưa có ra nụ gì hết trơn á. Và mình bỏ vô trong cái chậu này là chậu 27 lít, thì bây giờ là hơn 3 tuần á thì bắt đầu nó ra hoa và nó bắt đầu đậu trái. Mình không có biết là trái nó có lớn hay không, nhưng mà hiện tại là mình thấy là nó đậu những cái trái li ti rất là nhiều luôn. Trái li ti rất là nhiều luôn á các bạn. Thì nếu mà các bạn chưa có coi cái video mà mình trồng cây chanh móng tay ở trong chậu thì các bạn xem lại video đó. Thì hôm nay đó mình mới vừa tậu thêm hai chậu nữa các bạn, để các mình cho các bạn xem. Mình mới mua được một cái chậu ở ngoài bên này. Đây là Finger Lamb Red, thì cũng là chậu móng tay, chanh móng tay đó các bạn, mà nó màu đỏ. Có 19 đồng 65 thôi. Thì đặc biệt là cái chậu này đó các bạn, nó đang ra trái nè. Không biết các bạn thấy không, nó đang ra trái. Thì cái loại này là màu đỏ ha các bạn. Cây nó rất là bé luôn, nó rất là bé. Nó cao khoảng 1 hecta, hơn 1 hecta của mình một tí xíu thôi, mà nó có trái rồi đó các bạn. Thì cái cây này không có, nó phát triển cao nhất luôn là cỡ 1,5 m tới 2 m, cho nên rất là thích hợp để trồng trong chậu. Mình thấy trồng trong chậu nhìn nó rất là dễ thương các bạn, tại vì cái lá nó bé bé và cái hoa, cái trái nó cũng bé bé, cho nên mình thấy trồng trong chậu rất là dễ thương. Và nó cái dáng của nó, cái dáng của nó là nó rũ, nó giống như nó theo dạng whipping, nó rũ xuống á, cho nên mình thấy là thích hợp, rất là thích hợp để trồng trong chậu, nhất là vườn của mình không có nhiều đất ha. Thì hôm nay đó mình sẽ bỏ cái cây này vô trong chậu và mình đặt cạnh với cái cây màu hồng, rất là dễ thương ha các bạn. Nhìn cái dáng nó rất là dễ thương luôn, rất là dễ thương, nhìn dễ thương ha. Và trái nè. Còn đây là cây Rare Red Fruit Red Central Lamb. Thì cái cây này á, cái nó lai các bạn, nó lai giữa mandarin là quýt với mình, nhưng mà mình không biết là quýt nào, nhưng mà nó lai giữa quýt và cái chanh móng tay này, cho nên nó ra cái trái này. Cái trái này nó có màu đỏ, các bạn thấy cái màu rất là đẹp ha, mà ở trong nó cũng giống như là cái trứng cá, nhưng mà nó to hơn nhiều, nó to hơn cái chanh móng tay. Và cái vỏ, cái trái của nó tròn hơn, nó tròn mà nó to hơn nữa. Thì cái loại này là người ta được like ở Úc đó các bạn ha. Thì các bạn thấy cái cây nó rất là bé mà nó có rất là nhiều hoa. Nó có rất là nhiều hoa nè. Nó bé lắm các bạn, cao cỡ 2 gang tay của mình thôi. Và cái thân nó rất là bé, cái này nó được ghép nè. Thường cái loại này thì nó ghép các bạn, họ bán ở ngoài đó, họ ghép vào trong cái thân của ở dưới này, là mình không biết là cái nhánh của cây citrus gì, không biết là chắc là chanh mà không biết là chanh gì. Thì mình cũng sẽ trồng nó vô trong chậu các bạn,
và mình chưng á, cái loại này á, nó rất là dễ thương các bạn. Cái trái nó thòng xuống rất là dễ thương luôn á. Mình thấy trong một cái video của một cái nursery á, bên Mỹ á, trồng á, trong cái chậu bé thôi mà cái trái hả nó chùm chùm vậy đó, mà nó thòng xuống á, rất là dễ thương luôn. Mình thấy là mình mê, cho nên á, mình đi kiếm một cây về mình trồng liền. Thích trồng những cái cây gì mà nó lạ lạ đó các bạn, thì cái loại này nó khá là lạ và hiếm đó các bạn, ít có người trồng cái loại này. Cây này bé quá, mình nghĩ năm tới chắc nó năm nay á, có thể nó đậu nhưng mà có thể nó không to, thì mình hy vọng là năm tới nó cho mình trái. Thì mình trồng cái cây này ở trong chậu á, hồi ở trong video trước đó mà mình làm cái video về trồng cái cây chanh móng tay ở trong chậu đó, thì mình xài cái loại đất dành cho chậu mà dành cho những cái cây tự nhiên đó các bạn. Lần này đó mình muốn xài khác các bạn. Lần này mình muốn thử coi mình xài cái đất mà mình tự trộn coi nó có ok hay không. Thì mình có mua sẵn mấy cái bịch potting mix dành cho citrus đó. Thì cái loại này nó rẻ tiền lắm các bạn, 50 lít mà có 6 đồng bạc à. Thường 25 lít đó, rẻ tiền nhất là đã 4 đồng rồi, mà trong khi cái này 50 lít gấp đôi mà nó chỉ có 6 đồng. Thì đương nhiên là cái loại mà nó rẻ tiền thì nó sẽ không có tốt bằng những cái loại premium, những cái loại mà họ bán, họ trộn tốt thì họ sẽ bán mắc tiền hơn. Thì nhưng mà mình xài thì mình thấy nó cũng rất là nhẹ các bạn, nó không có nặng mà không có nhiều phân thôi, cho nên nếu xài cái này thì mình trộn thêm phân các bạn. Thì đây là mình trộn thêm phân bò ha. Mình làm nửa bịch 25-30 lít đó, thì mình trộn khoảng 10% phân bò, thêm 10% peat moss. Cái peat moss này nó làm cho đất chua các bạn, tại vì tất cả các loại citrus, chanh, cam, quýt, tắc thì tất cả những cái loại đó nó thích đất hơi chua một chút, có nghĩa là pH nó là dưới 7 chấm ha, nó cỡ từ 6 tới 6.5 tới 6.8. thì đã thử cái pH của cái bịch này á thì nó 7 chấm các bạn, nó trung tính, cho nên khi nó để là dành cho cây citrus, nhưng mà thường á tất cả các loại citrus nó đều thích hơi chua, cho nên cái đất này nó không có tốt ha các bạn. Nhưng mà xài thì vẫn được, nó vẫn tơi xốp, nhưng mà có cái là nó không có chua, với lại nó cũng không có nhiều phân thôi. Thì mình trộn thêm peat moss vô á để cho tạo cái độ chua cho nó. Và một cái mà mình trộn đầu tiên đó thì đó là than bùn đó các bạn, hay còn gọi là charcoal. Cái này các bạn có thể mua ở trong Bunnings đó, thì họ bán cái trong một cái bọc 5 lít đó. Thì cái loại charcoal này á nó giúp cho thoát nước tốt các bạn, bởi vì cây chanh móng tay á hay là bất cứ loại chanh, nhất là mấy cái chanh mà native đó, thì nó phải thoát nước tốt, nó rất là ghét mà bị ướt, cái rễ nó bị lúc nào nó cũng bị ướt đó, cho nên nó cần cái đất nó cần phải thoát nước thật tốt. Thì mình trộn thêm cái đó để cho giúp cho cái hỗn hợp này nó thoát nước tốt ha các bạn. Thì mình trộn 10% than bùn, 10% peat moss và 10% phân bò. Nếu các bạn không có phân bò, phân trừ phân thì các bạn có thể trộn compost, phân rác tự ủ, hay là bất cứ một cái chất hữu cơ nào để cung cấp thêm chất cho cây, thì các bạn trộn thêm 10% vô ha. Cho nên mình xài cái chậu 25 lít thôi, cái chậu này là 27 lít, thì cái chậu này nó cũng nhỏ thôi. Thì mình các bạn có thể xài chậu to hơn cũng được, nhưng mà cái chậu này thì mình nghĩ là cũng vừa đủ cho cái cây này rồi. Khi mà cây này nó to 1-2 năm thì bắt đầu mình sẽ thay chậu mới, chậu to hơn. Nếu mà các bạn không trồng dưới đất, các bạn trồng chậu thì chậu phải ít nhất là 35 lít trở lên ha, thì để cho cái rễ nó phát triển tốt hơn. Khi mà các bạn bỏ cây vô trong chậu cẩn thận ha, thì nó có nhiều gai lắm á. Mình không có thích mà trồng những cái cây nào có gai các bạn, tại vì có gai rất là mình không có thích. Nhưng mà mình thích cái cây này quá cho nên mình trồng thôi.
mình trồng trong chậu rồi mình bỏ vô trong một cái góc nào đó cho nó không có đụng vào trẻ con hoặc là thuốc cưng hay là gì đó. Thì các bạn đã biết là chanh móng tay đó nó cùng họ với cam quýt đó, nên nó có rất là nhiều vitamin C, đặc biệt là cái vitamin C cao gấp 3 lần hàm lượng vitamin C có trong cam quýt luôn đó các bạn. Ngoài ra đó thì trong chanh móng tay nó còn chứa rất là nhiều hàm lượng vitamin E giúp chống oxy hóa, bảo vệ tế bào và ngăn ngừa nhiều bệnh tật, giúp trẻ lâu. Thì rất là có nhiều công dụng sức khỏe ha các bạn. Thì ngoài ra đó, thì lúc đầu đó mình có nói là chanh móng tay đó được sử dụng trong những nhà hàng cao cấp đó để tăng thêm hương vị cho những món ăn cao cấp. Vì trong trái chanh đó có chứa nhiều những cái muối nhỏ nhỏ bé li ti đó các bạn. Khi các bạn cắt ra đó, thì trong chanh móng tay nó có những cái muối nhỏ bé li ti đó, nó giống như là trứng cá vậy đó các bạn, nên nhiều người còn gọi là chanh trứng cá. Thì khi trang trí lên cho những cái món ăn nó nhìn rất là đẹp và hấp dẫn. Không những vậy đó, mùi vị cũng rất là đặc biệt. Mùi hương á, nó có sự pha trộn giữa chanh và táo chín, nhưng mà khi mà ăn vào nó lại có cái hậu hơi chát và hơi the, cho nên nó giúp cho nên khi kết hợp với những món hải sản như tôm, cua, cá này nọ đó thì nó sẽ làm tăng thêm cái hương vị của những cái món ăn đó. Thì đó là một trong những cái lý do đó chanh móng tay được xếp vào những cái loại chanh mà mắc nhất thế giới đó các bạn. Ngoài ra thì chanh móng tay đó còn được dùng để làm các loại bánh, mứt, nước sốt, rượu và cocktail, cũng như chế biến đồ uống giải khát giúp làm mát và thanh lọc cơ thể. Thì đây là ba cái cây chanh móng tay mà mình mới sưu tầm được và mình góp vào trong cái bộ sưu tập những cái cây hiếm ở trong vườn của mình. Thì mình sẽ làm một cái video update về ba cái cây này khi mà nó cho trái ha các bạn. Thì nếu mà các bạn thấy video này hữu ích á, thì các bạn nhấn nút like và nhấn nút đăng ký ha. Các bạn nhớ nhấn vô cái chuông á, để khi mà mình up video mới lên trên YouTube á, thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và mình hẹn gặp vào video sau. Tạm biệt, bye bye.